Dạ vâng, Thắng Hoàng xin chào các bác à, Hôm nay thì à, Thắng Hoàng tiếp tục gửi tới các bác mẫu đẩy DK Đa Đăng Kinh 600W một kênh à, Dòng đẩy gia đình à, Dùng rất là bền và âm sắc, âm thanh rất là sáng tiếng Đấy, nói chung là tiếng rất là đẹp với các bác nhá. Cái dòng DK Đa Đăng Kinh Thương hiệu lớn này thì các bác cũng khá là quen thuộc rồi đúng không ạ Và chiếc đẩy này hôm nay là với công suất 600W em bán ra là 3 triệu 500 trăm ngàn đồng thì xin mời các bác hãy cùng xem chi tiết về chiếc đẩy này về lô đẩy này thì em cũng mới về và hôm qua mới livestream báo giá cho mọi người thôi thì hôm nay em làm video để nhắc lại cho nó cụ thể hơn tại vì video livestream thì bao giờ nó cũng dài sự quan tâm nó cũng hơi mất thời gian đấy thì làm video trực tiếp như thế này các bác có thể là xem kỹ hơn rõ hơn đấy thương hiệu dk dadan king của thương hiệu của Anh Quốc và mã MK600. À, dòng mạch này chạy class H và công suất là 608 ôm và 950W 4 ôm. Các bác đánh loa phun gia đình dùng loa 30 40 ok luôn nha trong gia đình thì các bác dùng thoải mái. Và máy này thì nó được uh, sử dụng công nghệ mới sản xuất năm 2017 thì dùng đang còn uh, dùng lướt, khá là dùng cái mạch này thì khá là bền. Đấy, mặt mũi thì màu vàng gold rất là đẹp các bác nhá, rất là đẹp luôn. Đấy. một thiết bị âm thanh âm sắc à, hay à, đều giải và độ bền cao thì à, chọn lựa những cái dòng mạch như thế này thì các bác dùng thì vô cùng là yên tâm Đấy, ổn định đây các bác có thể là xem à, nội thất ở bên trong thì về nội thất bên trong thì đang còn khá là mới những con tụ hay là tất cả những bo mạch thì đang còn rất là sáng đây à, sản xuất tháng 1 năm 2017 nha các bác nhá là hát 3 lớp điện áp hai à, lớp điện áp này hai cầu này 4386 này. Đó. Rất là đẹp. Các bác có thể nhìn tổng thể về cái nội thất ở bên trong đang còn mạch mũi đang còn mặt mạch đang còn rất là sáng. cái zin đẹp từ con ốc luôn. Đấy tất cả những sản phẩm này họ làm họ đính keo rất là cẩn thận luôn. Đây các bác có thể nhìn thấy tụ này mới quắc luôn cái này nó sử dụng hai nguồn riêng biệt biến áp này nó nâng gấp đôi lượng dây đồng lên để nó cấp thành hai cái nguồn riêng biệt chứ nó không chạy chung một nguồn nữa nhá ví dụ như bình thường nó chỉ cần sử dụng một nguồn như thế này thôi nó đấu nối tiếp các cái dòng tụ này với nhau thì 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 nó nó tiết kiệm được nhưng cái này nó bóc tách ra nó không tiết kiệm nữa mà nó làm cho nó hoạt động nó ổn định thôi các bác đấy chờ chống sốc này xưa là bảo vệ nguồn này đó bò suất này móc phép này Đấy, cảm biến nhiệt cho quạt này Đấy, xò thúc này Đấy. máy rất là đẹp 3 triệu 500 ngàn đồng em bảo hành cho các bác lên đến 6 tháng luôn về chiếc đẩy này luôn các bác nhá Đấy. DKMK 600 này Đấy, 2017 này Đấy, rất là mới nhá Đấy, mọi người có nhu cầu mà mua những thiết bị này liên hệ trực tiếp cho em qua số 0969 800 985 Cảm ơn các bác đã quan tâm theo dõi video của Thắng Hoàng chào mọi người